Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em với trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày thứ hai của cái event Noel rồi anh em ơi. Đó, thì mình mới phát hiện ra một cái gói cũng khá là ngon. Đây anh em ơi, gói này là 100k thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được 10 vé âm dương nè. Rồi, cái này mới ngon nè anh em. Đó, mảnh đại đinh gia có 15% triệu hồi được một con tướng SS nữa. Thì cái mảnh này hiện giờ mình thấy là đang khá là hot, bởi vì nó đang tăng tỷ lệ lên tướng SS nè anh em ơi. Nên là ngày hôm nay mình nạp cái gói này xong xuôi rồi á, thì mình sẽ xả 180 lần chiêu mộ đặc biệt để mình kiếm thêm tướng anh em. Thì mấy ông khác á thì họ chiêu bên hệ thủy để kiếm con Kisame đó, còn mình thì mình chiêu hệ lô anh em ơi, bởi vì đối với mình là con Kakuzu vẫn là chân ái anh em, vẫn là chân ái. Khi nào mà em nó 10 sao đi đã rồi mình hẳn mới chiêu được mấy cái con khác anh em đấy. Nên là bây giờ mình đang thiếu hai phôi, hai có cái copy của nó, nên là bắt buộc phải tìm anh em. Chứ mà mới có hai mới có 9 sao thôi mà ngưng thì cái đó là một sai lầm rất là lớn, bởi vì cái con tướng này nó giúp cho chúng ta đi ải cực kỳ là tốt luôn. Bây giờ mà có cái con kia, có con Kisame để mà đi BK thì cũng như không anh em. Đó, đi ải yếu thì cũng như không à, nên là phải nâng con Kakuzu lên mạnh mạnh một tí. Rồi ok nha anh em, bây giờ sẽ tiến hành nạp cái gói nãy mình nói đi. Lấy thêm bé chiêu nha anh em, lấy thêm bé chiêu. Rồi nạp anh em ấy, quà sự kiện được 500 điểm VIP nữa. Ok, bây giờ sẽ vào mở thử coi coi ra được tướng SS hay không nha anh em. Dạo này cái gói này nó rất là hot luôn á. Ôi, này thì SS nè má thật. Ây da, làm tưởng được SS anh em, bởi vì ngày hôm qua rất là nhiều ông mở cái này tích cái này quá trời luôn, mở một phát 4-5 con SS liền một lần luôn em. Nó tăng tỷ lệ nhưng mà không có tăng tỷ lệ đợt này cho mình rồi, mà nghe nói là đây là một cái lỗi và cũng như là AD đang fix được cái thứ nữa anh em. Rồi ok nha, đồ lấy được qua nè, mỗi ngày nữa nè, ngon lành thật sự. Rồi ok, mình đang có 180 cái cuộn chiêu mộ đặc biệt. Đó, hôm nay là sẽ xả cho em coi luôn, thử coi cái nhân phẩm của mình ngày hôm nay nó cỡ nào anh em. Rồi ok nha, anh em thấy thú vị cho mình like share dõi kênh nha anh em. Đó, thực hiện lời hứa ngày hôm qua luôn nha anh em. Trước khi chiêu thì mình đang tính nạp một vài gói ở bên này, nhưng mà anh em tư vấn giữ coi mình nên nạp gói nào. Mình thấy cái gói đêm Giáng sinh âm dương này á ngon ghê anh em ơi, có cả hai tiết nè, 3.500 nè, đồ cụ nhị nè, trời ơi tướng SS nữa anh em. Nhưng mà cái bên này thì nó đang nhân Dorio, đó không biết nên nạp gói nào anh em ơi. Đó, nên em tư vấn thử coi nha. Mình rất là nhiều gói quá anh em, không lẽ bây giờ nạp hết. Nạp hết thì thốn quá anh em ơi, mấy chục triệu luôn chứ không phải bình thường đâu. Rồi ok, chiêu luôn nha, chiêu hello nha anh em. Vớt phát đầu cài, sẵn là ăn even luôn anh em, sẵn ăn even luôn. Bởi vì mình chiêu bên này hai Hinata, bởi vì mình chiêu bên này á thì chúng ta sẽ nhận được thêm điểm khi mà chúng ta quay. Cái này tới 4 vòng chiêu lần mà anh em. Samui nè, hai Samui luôn. Kakuzu đâu, cho em một con đi ạ. Trời, trời ơi, 4 con tướng S luôn anh em, phôi phút quá trời luôn nè. Ok, mình chưa tới cả 100 cái slot ninja luôn anh em ơi. Nên là đợt này chiêu một cái là đi thẳng một đường luôn. Chắc nửa đường này phải ra huyết tế bớt Hinata, Si nè, Kakashi. Wow, phút nhiều quá nhưng mà vẫn chưa thấy SS đâu anh em ơi. Hay da, vẫn phải kiếm con Kakuzu cái đã, là tính anh em chết tôi rồi. Chứ chiêu ở bên con Kisame là chết đó. Trời ơi, đây rồi, một em nha. Trời ơi, được của nó anh em ơi. Chà, bây giờ mới về tôi, trời ơi là trời, mới về đội của mình anh em ơi. Được đó, phải vậy chứ anh em. Tổng cộng mình tốn tới để coi coi, hồi nãy là 108, tốn có 60 cuộn thôi anh em, 60 cuộn thôi. Wow, đây được móc nè anh em, mấy cái móc này là móc chiêu của mình nè.
Đó, nhận một lần luôn. Đây, còn một cái mảnh đại ninh gia này em ơi. 400 hà tiết, đó, đợt này ông nào mà tích vé đó, bây giờ là hốt bạc nha. Giật, rồi vào trong này mở tướng luôn em ơi, đây 15%, giật. Trời ơi, lại ra con si nữa, má thật. Hình như phít lưỡi rồi sao anh em, nghe nó phít lưỡi rồi đó. Rồi, bây giờ để mình coi coi ra tướng rồi đúng không, để coi mình thông thả bên này coi. Thông thả bên này cày thông thả để lên thôi chứ đâu có xa đâu nè. Đâu rồi, con Kakuyu đâu rồi. Đây, thông thạo thì đánh thường lên khiêu chiến và thắng 15 trận chiến đấu trường. À, để mình coi coi mạnh ở trong này đủ chưa. Ghép chứ anh em, bây giờ mà quay ra nữa hơi bị khó nha. À, đây 25 trên 50 nè. Bây giờ cày thông thạo nha anh em, bây giờ có một con, bây giờ đi cày thông thạo thôi. Vào chiến trường đi. Trời ơi, đánh dữ vậy ta. Mấy điểm mà đánh dữ vậy trời. Bực mình quá anh em ơi, mấy này nó kích nạp mình hay sao đó. Chiến đấu. Rồi bây giờ mình quét nha anh em, quét bên này một ít đi. Để mình cày thông thạo anh em ơi. Rồi. Tiếp. Cày thông thạo cho con Kakuyu lên chứ bây giờ mà chiêu nó hơi bị thốn đó. Đó, đó là cái cách tiết kiệm nha anh em. Không có nhất thiết chúng ta phải chiêu liên hồi. Mình ta phải chừa mấy cái con khác nữa anh em ơi. Chừa mấy con khác nữa, Kisame rồi các thứ á. Để chiều rảnh chiêu Kisame cho anh em coi ha. Nếu mà mình cày thông thạo thành công, để cho có đủ phôi cho con Kakuyu của mình lên 10 sao. Đấy, trời ơi, nhân phẩm thực sự anh em ngon lành ghê. Không biết đủ chưa nữa, để ra coi thử coi. Nó đánh mình từ hồi từ top 5 xuống top 8 luôn rồi nè. Top 6 rồi, lên top 6 lại rồi, ok. Rồi thông thạo qua được chưa nha. Đây, cày thông thạo nè anh em. Đó, được 15 mảnh, ngon. Còn thiếu một chút anh em, thiếu một chút nha. Rồi, thử coi vòng 2 là nó bắt mình làm gì. Chiến trường đạt 6 lần double kill, đánh thường 51 lần. Khiêu chiến và thắng 17 trận. À, trời ơi, đánh giờ bây giờ liên 17 trận ở bên đấu trường nha anh em. Liên 17 trận ở bên đấu trường, sẵn đi cày luôn. Đó là cách cày thông thạo, dễ lắm anh em, leo level 60 á. Thì chúng ta vào chúng ta bấm bỏ qua thôi. Đó, rất đơn giản. Đấy. Đó, bỏ qua thôi anh em. 266 điểm rồi. Kiếm ông yếu đánh thôi anh em cho nó nhanh. Chứ mấy ông mạnh đánh được nhiều điểm thiệt á. Nhưng mà nguy cơ mình thua nó cao. À, bây giờ liên mười mấy điểm nữa, mười mấy trận nữa là sẽ đủ thêm một cái phôi nữa nè. Không nhất thiết thì chúng ta phải chiêu. Đó, chừa cái lượt chiêu mộ đặc biệt. Mình chiêu những cái con tướng mà mình đang cần anh em. Ví dụ như con Kisame hiện đang khá là hot và mạnh. Thì lấy nó về, view lên cỡ 8-9 sao. Đó, về review cho anh em coi. Rồi, ôi, tuyệt vời. Không nhất thiết là phải chiêu nha anh em, để coi coi mình đủ bao nhiêu điểm rồi. Đó, mình cứ vào mình quét vậy đem, gắn cho con Kakuyu vào trong đội hình đó. Mình nhớ nó đây, Kakashi đúng không, đây. Đó, double kill nè. Rồi bây giờ cày thêm cỡ chừng 9 trận nữa nè. 9 trận nữa là sẽ được thêm 15 mảnh con Kakuyu. Sau này anh em vào anh em cày anh em lên cỡ 8 sao á, thì anh em cày thông thạo rất là dễ luôn, cày tướng khá là dễ luôn. Bữa giờ mình chưa có cày nè anh em, nên là vừa quay ra xong rồi bây giờ vào trong này. Đó, cày thông thạo là ghép được thêm một con tướng nữa, không nhất thiết chúng ta phải chiêu nè. Đó, chính con Kisame cũng vậy, sau này lấy về cũng phải cày thông thạo, nhưng mà buộc anh em phải chiêu ra 1-2 con để làm food, để tăng sao cho nó, để tăng lên cái level 150 anh em ơi. Nếu mà anh em cày thông thạo mà không tăng level lên hơi đuối đấy. Bởi vì cái vòng thứ hai nó bắt chúng ta lên level ý cha thua. What the hell. Ôi, trận hồi nãy thua em ơi. Chắc mình gắn tướng cùi quá, nó không có nó không có chịu. Gắn thì gắn như thế này đấy. Bạn chọc mình thì mình chọc bạn thôi. Đó, nãy giờ tướng cùi nha bạn. Ôi, làm phát nó quá mạng anh em ơi. À, chiều làm hai cái dòng thông thạo cho anh em coi luôn, thử coi mình đủ lượt không nha anh em. Nãy giờ mấy trận rồi không biết.
level 80 cái tính năng bỏ qua thì nó chỉ ở trong đấu trường thôi nha anh em. Còn ở ngoài đi ải rồi các thứ chúng ta cũng phải treo máy. Rồi ok, để coi coi. Hình như chưa đủ. Ôi đánh thường mới có 31 à. 11, 17 trận nữa, 6 trận nữa nè. 6 trận nữa. Đấy, nó chỉ vòng vòng vậy thôi, rất là dễ khi mà chúng ta có cái lượt đánh á. Lượt đánh đấu trường chúng ta có thể farm ở ở phần nhiệm vụ ha anh em. Phần nhiệm vụ nó có lượt đánh đấu trường á. Đây là cái cách cày thông thạo cho mấy ông đang có tướng sao cao. 2000, 3000. Bây giờ đánh được có mười mấy điểm mà nè. 16 điểm gọi là cao đó anh em. 16 điểm gọi là cao đó. Bây giờ chắc mình sẽ không dám chiêu nữa anh em ơi. Bây giờ chiêu thì rất là phí. Nên là mình đã sẽ coi xem xét thử coi là nên chiêu con tướng gì. Đó, một là con Kisame mới. Hai á là các cái con tướng khác mình đang có. Thì anh em tư vấn cho mình thử coi cái vé đặc biệt đó thì mình nên chiêu ở đâu anh em. Nên chiêu ở đâu cho nó hợp lý. Anh em tư vấn giùm mình thử coi. Hiện thì đang có Kisame rất là hot nè. Rồi ở bên tướng thể hỏa thì cũng đang thiếu một chút food ở con thầy là Jiraiya. Đây anh em, đang thiếu một con food để mà lên. Đây cho anh em coi đội hình của mình để anh em tư vấn ha. Đây, Kisame, con Kakuzu thì coi như là đủ food rồi đó. Đó, Kakashi cũng đủ rồi. Asuma cũng đủ rồi. Chỉ có thầy là Jiraiya là thiếu thôi. Đó, Roshi cũng đủ luôn rồi. Roshi đủ luôn nha anh em. Đó, đây còn hai phôi nữa nè. Rồi ok, con này thì mình cũng chưa thức tỉnh, đang còn đúng một chưa lên sao cho em nó, nhưng mà con này thì hiện giờ đang chưa có cần thiết lắm để đi ải thôi anh em ơi. Có Kisame nè, đang thiếu một phút nè. Không biết có chưa nên chiêu Kisame không anh em. Thấy ok thì cho mình like share giữa kênh nha anh em. Trời ơi, cày thông thạo bên con Roshi luôn nè. Đấy, ủa nhận ở dưới nữa. Rồi coi đây. Chà, bây giờ quét một cái chiến trường nữa là được nha anh em. Mình nghĩ là quét một cái chiến trường nữa là được á. Chết, này mạnh quá, đánh này nè. Chết, tôi vua rồi, trên nó bảy anh em ơi. Trên nó bỏ bớt tướng ra ngoài, kia chứ đợi, ok. Chắc là đủ rồi đó, mình nghĩ là chắc là đủ rồi đó anh em. Đó, cày hai vòng thông thạo cho anh em coi luôn. Đây, đủ thêm 15 mảnh nữa nè, ghép thêm một con nữa nha. Ôi coi coi. Đây, bây giờ muốn có thêm cái vòng thứ 8 trên 10 á thì chúng ta phải nâng tới level 210. Thì level 210 thì bắt buộc chúng ta phải nâng cho nó lên 10 sao nha anh em. Đây là cái thông thạo vòng 8 của con Kakuzu. Ok, nếu mà cho mình phút thì được thôi. Đây, 55 trên 50 mảnh. Hợp thành tiếp. Đây, trời ơi gì nha anh em. Hai con rồi. Đủ phút anh em, bây giờ là chỉ vượt ải nữa thôi. Đang kẹt ở ải 20.10. Thì để mình ngâm cứu mình đi thử coi nó qua nổi hay không. Chiêu nhẹ nhẹ mấy con tướng lên một tí đã nè. Nó tim mình nó hơi thiếu lực một tí. Bởi vì trời ơi, 100 mấy ngàn video chưa bung ra nữa nè anh em. Đang đợi sự kiện ăn dần dần. Ok anh em, còn chút thời gian thì vào quay 100 nhát chiêu mộ này anh em. Vào 100 nhát chiêu mộ đại ninja này, 110 nhát đi. Đó, để bù lại cái số chiêu mộ đặc biệt mà hồi nãy mình thiếu. Mới qua có 60 lần là ra tướng rồi. Nên mình đã ngưng anh em, ngưng để mà suy nghĩ. Ok anh em, vào dứt luôn nha. Chớ nên em nãy quên đi ra thiết tế rồi. Nhưng mà thôi, quay luôn đi. Ok, không ra nhát đầu. Nhớ ngày hôm qua hôm kia vậy đó, quay một nhát đầu nó ra tới hai con SS luôn nè. Ok, hai con tướng S dớt. Vẫn chưa thấy SS đâu anh em. Ý chà, đây rồi. Yesu. Con thầy này thì nói chung là cũng được thôi nè. Nó là tướng hỗ trợ cũng được thôi chứ không gọi là ngon lắm. Ok, nó bắt đầu, nó kêu mình đi ra thiết tế rồi nè. Để mình đi ghép thêm tướng nha nè. Ghép thêm tướng hệ lôi nè. À,
bởi vì hiện giờ đang rất là thiếu food hệ lôi luôn á, để mà lên tụi nó lên 10 sao, đẹp lên 10 sao rất là thốn. Rồi ok, tiếp nha. Ăn móc 120 điểm đại ninja nè anh em. À mở tiếp mảnh đại ninja này thử coi có ra nổi tướng SS hay không anh em. Bên này cái mảnh này nó dễ ra tướng SS lắm, nhưng mà như là bị fit rồi. Bị fit rồi anh em ơi, sáng giờ mở 3 lần rồi không có ra rồi, chán thật sự. Ngày hôm qua mà có thì mở thì thôi chứ nè, dạng như nó bị cái tỷ lệ nó tăng lên, dạng như nó bị lỗi á, nhiều á, nhiều ông kia đang bị lỗi á nè. Đó tôi rồi, không thấy SS nữa. À hồi nãy được một con rồi, cũng khá là ok rồi. Ra ra ngon, một con hệ thổ nữa anh em ơi. Sao dạo này được hệ thổ được mùa anh em? Đây thằng này cũng tìm gara nhưng mà hệ phong, hệ gió. À được gara. Con gara này hiện giờ đang khá là ít người chơi anh em ơi. Nó đánh đam chuẩn cũng ngon mà, nhưng mà mấy con tướng khác lại ngon hơn. Bây giờ mà chiêu được thêm con Kisame nữa anh em nhờ. Chết. Bây giờ chỉ cần tướng Kisame đồ các thứ thôi. Rồi thầy thầy tiên nhân háo sắc thôi. 47 rồi, 1200 điểm rồi kìa anh em. Tí bấm ra thử thôi con về nha. Ok, 37 vé nữa. Wow, bắt thiết tế nữa rồi. Bên này hết rồi anh em ơi, vào thiết tế thôi. Vào thiết tế bớt thôi. Mỗi thứ thiết tế một ít, còn ba mấy vé xử lý luôn cho anh em coi. Những hệ phong nhiều, hệ lôi nhiều lắm nè. À, mình chiêu á nè. Âm dương nữa nè. Rồi, ok, vào dứt tiếp nha. Còn 30 vé, không biết ra nổi hay không. Ấy, ui, đánh vô, ngon. Con này mình chưa có nha anh em. Con này hình như là build là mạnh mạnh lên đi ải cũng ngon nè. Mục tiêu ở hàng trước, gây thêm chảy máu 50%. À, được anh em. Nói chung là tướng SS là được. À, ngon lành. Dứt tiếp. 110 lần được hai con SS đúng không? Bây giờ không biết được con nào nữa hay không. Ok, một nhát cuối nha anh em. Hy vọng nó sẽ ra thêm một con tướng SS nữa. Vô. Vô vô. Ấy trời ham được. Ôi ngày hôm nay được 3 con SS luôn anh em, ngon lành. Ây cha, con Han này choáng ghê lắm nè anh em. Rồi, gây sát thương choáng nè anh em, 25% choáng hai lượt Han. Mình có hai con rồi anh em. Con này nữa là hai nha. Được anh em. Rồi dứt một phát lấy 1000 điểm để thử coi ra được con tướng SS gì nha anh em. Nhận coi. Phu nữa hả? What the hell, phu mình 3 con luôn rồi. Coi coi. Đây anh em, phu này hiện giờ mình thấy nó cũng được thôi anh em, chứ không gọi là ngon lắm, bởi vì nó đóng băng, nó hóa đá, tỷ lệ hóa đá cao, nhưng mà chỉ có hai mục tiêu thôi, hơi ít một tí mà thôi, để coi coi em nó có ổn hay không để mình mới build lên được anh em. Hiện giờ đang khá là nhiều tướng ngon hơn nó. Các anh em nhận cái móc quà chiêu mộ nữa nha anh em. Đó, ui ôi nhiều quà thế. Vé âm dương hoa tuyết, 15 cụ chiêu mộ cao cấp nữa nè. Cái này để dành đi, từ từ để chiêu tiếp anh em. Được một tướng SS anh em. Mình coi coi cái móc sự kiện coi. Vòng quay chiêu mộ đại ninja nè. Mình tới vòng 2/4 luôn rồi anh em. Mỗi vòng là 200 lượt quay á. Vòng 2/4 rồi, ăn được một móc cuối rồi. Ok. Vào mở con tướng SS hồi nãy nhận luôn nha anh em. Đây, không biết con gì đây. Má ơi, chị cho con gì vậy? Uchiha Sasuke hoài vậy. Anh em coi food của mình nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con Sasuke. Quái thật. Để dành mai mốt có sự kiện mà đổi tướng SS này sang tướng SS khác là tao đuổi mày ra. Trời ơi trời, tức quá. Nhiều thật sự luôn em. Rồi ok anh em, thì đó là video trưa ngày hôm nay. Chiều nay thì mình sẽ canh canh những gói nạp nào ngon ngon một tí, thì mình sẽ làm video em coi. Nếu mà được nữa thì dùng 120 mấy cái vé này để chiêu con Kisame về để mà build thử coi coi nó mạnh hay không nha anh em. À, rồi ok anh em, thì đó video trưa ngày hôm nay. Anh em ủng hộ mình cũng như là hóng video sau, thì anh em hãy cho mình một like, share dõi kênh để mình có động lực làm ra các video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn nhiều nha.